làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà những bạn nào là người Sài Gòn hoặc không ở Sài Gòn nhưng mà các bạn thường hay đi chơi khuya, hay đi chơi đêm và đi về hoặc những cái tuyến đường như là đường An Dương Vương hoặc là đường Nguyễn Chí Thanh đó, thì các bạn sẽ thường hay thấy một con cú màu trắng. Thì các bạn không biết là trong những người fan của Tân hoặc những người sắp nghe cái câu chuyện này thì đã ai từng thấy con cú đó chưa? Và thực sự ra có ai biết rằng ở Sài Gòn của mình á, là có đến 5 đến 10 con cú giống như vậy. Nó ở khắp nơi rải rác ở các cái công viên, những cái đoạn đường mà có những cái cây cao mà tối của Sài Gòn mình. Thì Tân kể riêng về cái con cú mà Tân gặp trên đường Nguyễn Chí Thanh, tại vì Tân không biết nó có phải là con cú bay xung quanh cái khu vực Nguyễn Chí Thanh và An Dương Vương hay không. Tại vì Tân gặp là con cú màu trắng á, rất là nhiều lần và thường là gặp vào ban đêm không à. Toàn là tầm từ 12 giờ cho đến 3 giờ sáng là Tân thường gặp nó ở đường Nguyễn Chí Thanh là hay là đường An Dương Vương. Và có khi Tân gặp ở đường Nguyễn Văn Chỏi, đường ra sân bay á, thì Tân cũng có gặp. Đó, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tân cũng đã từng gặp. Thì tại sao cái khoảng thời gian mà Tân lại nhắc đến cái con cú này? Thì có một cái khoảng thời gian Tân đi buổi tối, Tân hay ngồi quán Sinh Tố ở trên đường An Dương Vương và Tân ngồi đó đến sáng luôn. Thì ngày xưa Tân rất là gọi là ham chơi, thì ra đó ngồi các bạn bè nói chuyện. Tân không có ngủ tại vì lúc đó mình có nhiều cái nỗi buồn thời tuổi trẻ, là không có sự nghiệp, mà nghèo khó, mình cứ ra đó ngồi uống Sinh Tố nói chuyện để mình tìm cho mình một tương lai. Tân rất thường xuyên thấy con cú này, tại vì có những cái lúc mà bạn bè của Tân không phải ai cũng ra đó vào ban đêm, thì Tân có ra một mình, Tân ngồi ngay quán Sinh Tố đó, Tân ngủ ngoài đường luôn. Đó là cái như cái cuộc sống thời cách đây mười mấy năm của mình. Thì Tân thấy nó thường hay nó bay, nó lượn ở trên á, Tân nhìn thấy. Thì cái anh chủ thời đó mở quán Sinh Tố ghế bố á, ảnh nói là con mấy con cú này ghê lắm, nó xui lắm, mỗi lần nó xuất hiện là thấy có chuyện thường là đụng xe hay là đủ thứ chuyện xảy ra. Thì mình nhớ hoài hình ảnh con cú đó. Rồi bẵng đi một thời gian, lúc này thì Tân làm ăn được, Tân không gặp nó nữa, là tại vì cái thời gian sau này khi mình làm ăn được thì mình không có còn lang thang về đêm, mình cũng không có còn chơi với nhóm bạn cũ là phải đi ở ngoài đêm đường An Dương Vương hay là đi ăn nhậu về đêm. Mà Tân đi đâu cũng vậy, Tân đi làm thì thường là 9 giờ là trễ nhất, là 9 giờ tối là Tân về nhà rồi Tân ngủ hoặc là Tân coi phim, chứ Tân không có đi chơi nữa. Tại vì bạn thấy nhà cửa bây giờ đầy đủ tiện nghi rồi, công việc mỗi ngày quá là nhiều thứ để làm. Thì có một lần, thì cái khoảng thời gian đó là Tân lại bị rơi vào tình trạng là mình bị khó khăn trong cuộc sống. Thì Tân có qua cái chỗ, một cái tiệm bán đồ ăn của một ông anh ở trên đường Nguyễn Chí Thanh, là ngay cái góc mà Nguyễn Chí Thanh, mà ngay cái góc mà gần cái cây xăng, mình không biết tả các bạn như thế nào, nó gần cái bùng binh á. Thì Tân là người không có giỏi về đường, mà cái góc đó thì lúc đó Tân ngồi ở đó là Tân nhậu là từ 8 giờ tối mà nhậu cho đến khoảng 12 giờ đêm, đúng 12 giờ đêm. Thì từ 8 giờ tối á, là mọi người chuẩn bị mồi màng đi mua đồ các kiểu. Thì nhậu đến 11 giờ là bắt đầu mọi người kể đến chuyện ma. Thì cái ông anh mình mới nói là cái con đường này đó là nó có nhiều cái kỳ lắm. Giống như là ổng ngồi ổng bán hàng ở đây á, thì ổng thấy lâu lâu có những cái người mà giống như nhìn vất vơ vất vưởng vậy đó. Nhưng mà ổng biết phải ma hay không, tại ông này lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn á. Tụi mình thời điểm đó là thường hay nhậu, mà nhậu về ổng lại nhậu thêm nữa, chứ không phải là nhậu về là ổng ngưng đâu. Ổng ở đó luôn, nhà ổng ở đó luôn. Thì Tân mới ngồi Tân nhậu, thì nói chung là nhậu cũng rất là nhiều lần.
nhậu đâu khoảng là tầm 3 tháng trời á, là ngày nào cũng nhậu ở đó. Cứ đi làm ở đâu á là chiều chiều là tầm 6 giờ 7 giờ là ra đó ngồi chơi. Bắt đầu đợi anh em đến đông đủ là 8 giờ 9 giờ bắt đầu nhậu. Thì đối diện với cái tiệm mà của ông anh mình á là có một căn nhà. Cái căn nhà đó là 3 tháng trời là Tân không thấy có người ở. Mà nhà rất là bự, rất là đẹp. Thì trong lúc đang ngồi bàn về chuyện ma đó, thì có xen kẽ nói về chuyện đất đai nhà cửa. Là nói là cái con đường này tuy là nó vắng và nó có những cái gọi là bất cập, là tại vì cái khúc đường đó đó là có nhiều cái gọi tệ nạn xã hội, ví dụ như là cướp nè hay là mại dâm. Cho nên đó là mọi người hay bàn tán về cái chuyện đó. Thì mới nói là cái nhà đó mà nếu như bây giờ mà cho thuê á thì cái giá rất là cao. Mà sao chủ lại không có cho thuê mà để nguyên như vậy, và để cho người ta xịt tùm lum sơn đằng trước cửa giống như graffiti á. Thì lúc đó đang bàn thì có một người trong nhóm nói là nhiều khi nhà có người chết hay là có ma. Thì vừa nói đến đó là mọi người cũng kêu thôi im đi, nhậu 11 giờ mấy mà còn bàn đến chuyện người chết rồi ma ghê quá. Thì anh em mới nhậu tiếp đó. Thì đang nhậu nói chuyện bình thường á, đang nói thì tự nhiên mình mới Tân mới cảm giác với Tân sao. Nhưng mà Tân lại nhìn lên trên cái tầng cao nhất của nhà đó. Thì bình thường á, theo trí nhớ của Tân á, thì không có người ở. Thì tức có nghĩa là cái tầng đó cái cửa nó đóng cửa. Nhưng mà lần đó Tân nhìn lên thì tôi thấy cái cửa nó mở. Mà các bạn biết một cái căn nhà mà không có người ở gọi là quá lâu, mà khi cánh cửa nó mở ra đó, thì bên trong các bạn nhìn thấy rất là rõ, đó là tối thui và nó dơ, nó bẩn lắm. Tại vì sao vào ban đêm 12 giờ đêm mà bạn nhìn thấy? Thứ nhất là cái đèn, nó có một cái đèn pha ở cái nhà nào thì Tân không biết. Nhưng cái đèn pha đó nó cứ quay vòng vòng, nó quay ngang cái nhà đó. Thì chính vì vậy mà mọi người mới hỏi Tân là sao mày nhìn lên nhà đó hoài vậy? Bộ mày thấy có ma hả? Thì là lần thứ hai một người trong nhóm Tân lại buộc miệng nói câu đó, xong là tự nhả miệng là phun nước miếng nói lại. Tại vì bọn Tân nhậu ban đêm rất là sợ. Thứ nhất, nhậu ban đêm mà lúc nào cũng khui một cái lon bia để một góc đường, chứ không phải là rưới ra đường không. Để một góc đường và để dài miếng mồi trên cái dĩa, để ra góc đường đó và cắm ba cây nhang để mà cầu những người khuất mặt khuất mày. Lỡ mình đang nhậu mình nói cái gì đó không phải thì người ta bỏ qua cho, chứ người ta đừng có trách. Tại mấy người nhậu thì mình cầu như vậy. Thì lần nào cũng như lần đó, thì lần đó mình cũng có để lon bia ở đó. Vậy thì nhổ nước miếng nói lại, tại vì không muốn nói đến từ ma. Những cái từ mà liên quan đến người âm là không dám nói tới. Thà nói chuyện vui, chuyện buồn của cá nhân mình thôi. Thì trong lúc đang nói chuyện như vậy thì thấy con cú màu trắng. Đầu tiên là nó bay rất là thấp. Và đó cũng là lần thứ 2, thứ 3 gì đó Tân thấy con cú nó bay thấp. Nhưng mà có một điều đặc biệt là ở trên đường An Dương Vương thì cái đường nó rất là bự, cho nên con cú nó xà xuống, nó bắt chuột nó xà lên là chuyện rất là bình thường. Nhưng cái đường Nguyễn Chí Thanh á, ngay cái khúc đó rất là hẹp. Nói là cây nó chen nhau, mà cái cây bên dãy bên này cũng trúng là chạm được dãy bên kia. Thì con cú khi nó xà xuống đó, khi con cú nó xà xuống thì mình thấy rất là rõ. Mình thấy rất là rõ con cú nó xà xuống, xà rất là thấp. Nhưng mà nó xà lần này rất là kỳ. Nó xà xuống nó nhìn cái bàn nhậu của tụi mình, chứ nó không hề gấp bất cứ một cái con mồi, con chuột hay con gì hết. Thì nó nhìn xong nó lại bay lên. Nó bay lên nó lại mất lứt rồi nó khuất sau những cái tán cây bự. Rồi sau đó tụi mình mới hỏi, ủa sao tự nhiên con cú nó bay xuống nó nhìn mình. Thì một người trong bàn lại buộc miệng nói là cú là biểu hiện của chuyện ma quỷ. Thứ nhất, thứ hai nữa là có lẽ nó nhìn vô cái bàn ăn của mình, nó thấy nó muốn gấp cái gì đó. Thì thôi mày quăng thử một cái chân gà hay là gì đó ra ngoài đi cho nó gấp. Thì giống như mình cũng cúng luôn, chứ còn thấy tôi cúng nó ghê quá. Mà tụi mình nhậu đây lâu quá rồi mà lần này mới thấy cảnh ghê, kỳ kỳ. Thì khi quăng cái chân gà ra đó thì con cú nó xà xuống lần thứ hai. Nhưng mà nó không có gấp cái chân, nó lại nhìn mình lần thứ hai rồi nó lại bay lên. Thì lúc này mọi người mới cảm giác nó lạnh, rất là lạnh. Một cái cơn gió lạnh mà nó giống như là nó buốt luôn. Trong khi lúc đầu là đang mồ hôi một kê đổ, mà tại vì uống bia rượu vô trong người gan nó nóng, mồ hôi một kê đổ rất là nhiều, mà cái cơn gió lạnh mất độ mà
Mình tưởng chừng như là mình trúng gió, mình chết liền hay lúc đó luôn. Nó lạnh ngắt, nó lướt qua một cái tụi mình mới sợ quá. Mà lúc này bia thì cũng còn có 2-3 lon. Cho nên là mọi người nói thôi bữa nay về đi, trời cũng khuya rồi. Nhiều khi bữa nay ta sợ là có cái gì đó không may, thì mấy người còn lại mới nói thôi, nếu có cảm giác cái điềm gì đó thôi im đi, đừng có nói. Mạnh An nói về, ai ở nhà gần ai thì đưa nhau về để bắt đầu mới dọn. Thì bạn ăn mà phải dọn bàn, bạn phải quét sân cho người ta chứ, đúng không? Bạn đâu có xả rác được. Thì trong quá trình mà đang quét thì lúc này Tân không có ở ngoài đường, mà Tân đang dọn cái ghế bên trong, thì Tân nghe ông anh Tân hét lên. Ông hét xong ông quăng cái cây chổi và ông té ra sau cái bàn á. Rồi ông bỏ, ông chạy thẳng vô trong thì mọi người mới hỏi chuyện gì. Ông nói là cái con cú nó đậu ở trên cái căn nhà mà hoang, cái căn nhà mà không có người, mà nó đậu trên tầng 3 đó. Nhưng mà tự nhiên khi nó đậu trên đó thì tao thấy có một người đàn bà áo đỏ, tóc dài mà có nanh nữa, đang nhìn mình. Trời ơi, nói đến đây là tất cả mọi người trong bàn nhậu là đều sợ hết. Mà ông anh của Tân á, là nhà ở đó mình mới hỏi ra là ủa sao vậy anh? Cái chuyện đó là sao, có thiệt hay không? Mình nhậu 3 tháng trời rồi, mình có xúc phạm gì người ta hay không? Thì lúc này ông mới nói là trời ơi, nhà tao ở đây, nhưng mà tao ở nhà mướn. Tao mới mướn có 4-5 tháng nay, tụi bay biết mà. Tao đâu phải tao ở cố cũ đây, tao biết nhà đó có gì. Khi tao dọn tới là nhà đó đã là nhà hoang rồi, đâu có ai ở đâu. Sao bữa nay con cú nó lại đậu ngay đó, là thấy người đàn bà áo đỏ. Thì ông cái người ông anh đó là người rất là đàng hoàng, mà ông rất là sợ ma. Ông rất là sợ ma luôn. Cứ hễ mà người ta mà đồn mà ở đâu có ma, nhắc đến ma là ông la làng, ông chửi. Thì ông không bao giờ mà ông dám giỡn. Ông nó không có giỡn. Mà bạn biết cái ông đó là cái nhóm rất là thương. Tại vì sao? Thứ nhất là thầy bói á, nói ông này không có sống qua 30 tuổi. Cho nên là gia đình rất là thương. Và gia đình kiểu giống như là cưng như cưng trứng. Từ nhỏ đến lớn đi làm là không cho làm bất cứ cái gì hết. Không cho làm từ nặng đến nhẹ, không cho làm gì hết. Mà ra đường bạn bè chơi á, là cái gì nặng là tụi Tân đỡ đần cho ông hết. Tại vì Tân sợ, sợ cái lời tiên tri đúng. Tại vì đi coi bói mà coi 5-6 thầy lần đều nói ổng không có sống qua 30 tuổi. Thì cái năm đó là năm ổng 30 tuổi. Là nếu như mà qua năm, có nghĩa là còn có khoảng 30 mấy ngày nữa là Tết. Tân còn nhớ là tại Tân kể câu chuyện này là vì Tân nhớ lại cái câu chuyện của ông đó. Thì ông đó không có nằm trong năm người bạn thân của Tân nha. Ông là một người anh thôi. Và vô tình mình biết mình nhậu thì mình cũng không có thân lắm. Nhưng mà trong cái bàn nhậu đó mình thân một số người, thì nói chuyện vui. Thì mình biết ông này là một trong những cái người mà thầy bói đã từng nói như vậy. Nhưng mà mình cũng chưa có hiểu cái sự tình là trước đây ổng như thế nào, mà thấy ổng khỏe lắm. Nhìn ổng khỏe như trâu vậy đó. Ổng không phải là cái người yếu ớt hay là bệnh hoạn. Đó thì thầy bói nói vậy. Thì mình nghe mình biết vậy thôi, chứ còn Tân thời điểm đó là Tân cũng không tin lời thầy bói lắm. Tại Tân thấy ông này ổng khỏe lắm. Nhưng mà năm đó là năm ổng 30 tuổi. Thì đêm hôm đó Tân nói bạn nghe chuyện không thể tin, nhưng mà lại có thật. Khi mà ổng nhìn thấy con quỷ cái mà có nanh đó, trong bộ đồ đỏ, tóc dài có nanh đó, và ông thấy hình ảnh đó xong á, là ông lên xe ông chạy về. Thì nhà ông cách cái chỗ nhậu á, Tân nhắm chừng khoảng 3 phút, chỉ cần qua bên đường quẹo vô hẻm là tới, chứ cũng không có phải là gọi là xa xôi dịu dợi. Tân là phải đi 10 phút mới về tới nhà, mà Tân gọi là gần, 10 phút là cũng gần. Tại vì Tân đi đường vòng Tân mới về được, đường kia thì ngược chiều. Ổng đi vô hẻm có chút xíu à, mà Tân nói không thể tin được. Là khi mà ổng vô cái hẻm ổng chạy thì ổng gần tới nhà rồi. Nhà ổng là trong chung cư. Ổng vừa vượt qua một cái thôi là ổng bị té. Mà té, Tân nói bạn nghe, ổng té xe, ổng đập đầu hay ổng bị gì ổng chết đó, Tân không ổng tức. Ổng té xe mà tay ổng dính vô cọng dây điện, bị giật đen hết người luôn, mà chết rất ghê rợn, đúng tuổi 30. Mà khi sau này á, khi mà anh em ngồi lại nói chuyện với nhau á, thì Tân mới nói là không lẽ nó ghê rợn đến như vậy. Cái điềm báo con cú đi tới nó nhìn là đúng. Khi mà mọi người ngồi suy nghĩ lại á, cái con cú nó nhìn vô cái bàn nhậu á, là nó nhìn về hướng của ông anh mình. Nó nhìn về hướng của ông đó, chứ nó không nhìn ai trong bàn nhậu hết. Tại vì ổng là người đối diện trực diện với nó.
mà một là ổng, hai là Tân thôi. Nhưng mà Tân nhìn thấy nó là mắt nó nhìn vô ổng chứ đâu nhìn vô Tân. Mà nếu nó nhìn vô Tân là chắc chắn là Tân cũng không ngồi đây rồi. Đó, nó nhìn vô ổng mà nó làm vậy mà nó để cho ổng thấy cái linh hồn ở nhà đối diện, trong khi cái nhà đó đó là tụi Tân nhậu đối diện là lâu lắm rồi, nhậu mấy tháng trời, thậm chí có đôi lúc nhậu đến sáng luôn, mà đôi lúc chỉ có hai người nhậu luôn. Có hai người nhậu tức có nghĩa là một người đi mua bia là người kia ngồi một mình trong đêm luôn á. Là trong Tân mấy lần Tân ngồi một mình trong đêm, mấy lần ông anh của Tân cũng ngồi một mình trong đêm, nhìn lên nhà đó nhưng không thấy là không thấy gì hết, vẫn thấy bình thường, chỉ có một cảm giác nó rợn rợn thôi. Ban đêm thì mình nghĩ gió thoảng nó rợn thôi, nhưng mà tại sao ông này lại nhìn thấy ngay lúc đó mà con cú nó nhìn ổng, cái con cú trắng đó đó nó nhìn ổng, rồi sau đó ông nhìn thấy. Sau này anh em ngồi lại bàn với nhau rất là nhiều, bàn bạc với nhau rất là nhiều về câu chuyện của người anh mà bị mất, ông này không có thân với mình. Thì cái anh mà nhà ở ngay đường Nguyễn Chí Thanh mà anh mướn á, thì bây giờ anh làm ăn khá lắm mấy bạn. Bây giờ anh trở thành một cái người luật sư khá lắm. Và anh đã có nhà bên quận 7 rồi. Thì lâu lâu anh em cũng có hội tụ. Nhưng mà Tân lúc này Tân không còn nhậu nữa. Tân uống trà, nước suối thôi. Thì anh em có nhắc lại cái chuyện đó. Tại vì ông anh đó thì nói chung ông dễ thương. Tuy ông mất rồi mà tính tình ông dễ thương. Thì cái anh mà nhà Nguyễn Thanh mới nói là sau khi ông mất á, là được 2-3 tháng gì đó, thì ông này chuẩn bị dọn nhà, thì ổng mới buộc miệng ổng hỏi cái người, mấy người bán cơm ở xung quanh nhà đó là nhà này của ai mà sao người ta không cho thuê. Thì mấy bà bán cơm mới nói á, nhà này ngày xưa á, có một cái cô gái mà gia đình cha mẹ là ở Mỹ. Cái cô gái này ở đây á, là cổ linh lắm nha. Cổ chết á, là cổ thắt cổ trên lầu 3 đó. Mà trước khi chết là cổ hận người yêu, mà hận đến mức á, là cổ mặc đồ đỏ, đội tóc giả chứ không, tóc không có thiệt, là tóc cô này không có dài, đội tóc giả và chết ở trên đó rất là linh. Mà Tân nghe xong Tân nói là nhiều người nói là chết lâu lắm rồi, từ cái hồi cái nhà này đó là đã lâu, thiệt là lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thì câu chuyện này cũng đã xảy ra hơn mười mấy năm rồi. Khi mà Tân nghe đến đó Tân nói thiệt không trời, ghê vậy, thì có liên quan gì đến ông anh mình mà sao nó lấy mạng ông anh mình à? Thì cái anh nó mới nói là cái người bồ trước á, theo cái lời kể của những cái người mà bán cơm á, cái người bồ trước á là cái kiểu công tử mà cái dáng y chang ông anh của mình. Cái dáng y chang ông anh của mình luôn. Thì Tân nghĩ chắc có lẽ là cái linh hồn ma này nó thấy ở ông anh mình có cái gì giống cái người trước đây đã phụ bạc nó, cho nên nó mới lấy mạng. Hoặc là số của ông anh đó đến năm đó là phải tận số, như lời những người thầy bói nói. Lại là một câu chuyện nữa do Tân đã từng chứng kiến trong cái cuộc sống mà Tân đi nhậu, đi chơi, cũng như cái thời điểm mà Tân còn đang lập nghiệp. Tân thấy được, mà Tân thấy nó ma mị, nó tâm linh, thì Tân gửi các bạn. Tại vì gần đây, cứ mỗi lần các bạn để ý, cứ mỗi gần mà xuân về là mang theo niềm vui sum họp, nhưng cứ hễ gần Tết là rất nhiều người chết. Và đám ma, lớn tuổi có, tai nạn có, đủ thứ. Mà bạn ra đường nhiều khi bạn thấy rất là nhiều đám. Tân cảm thấy rất là ghê rợn, Tân không hiểu tại sao cứ gần Tết lại như vậy. Thì bỗng Tân nhớ lại câu chuyện về con cú và ông anh của mình. Vào năm đó, cũng gần Tết, cách Tết khoảng 30 mấy ngày là ổng lên đường. Mà rất là trẻ, mới 30 tuổi. Còn Tân thì lúc đó mới có 20, 23, 24 gì thôi à. Tân cũng không có lớn tuổi đó, thì cái sự việc xảy ra là như vậy. Thì qua cái sự việc này á, Tân không biết còn ai nhìn thấy con cú trắng nữa hay không, tại vì sau này Tân không còn đi nữa, đi chơi đêm nữa, Tân cũng không có thấy, Tân không ăn nhậu nữa. Tại vì sau nhiều cái sự việc ăn nhậu về đêm á, Tân chứng kiến nhiều cái chuyện nó hy hữu quá, đâm ra sức khỏe nè, rồi những chuyện về đêm nó ghê quá nên Tân bỏ. Tân sống cuộc sống lành mạnh, thể dục thể thao, rồi giống như là mình trau dồi kiến thức để mình làm ăn, mình kiếm tiền, chứ không phải là đổ vô rượu bia, thuốc lá, rồi những cái ăn chơi trụy lạc. Rồi một ngày mình không có sự nghiệp thì Tân không nên, cho nên là Tân bỏ. Thì các bạn thấy sao về cái câu chuyện Tân kể ngày hôm nay? Theo các bạn nghĩ là con quỷ đó lôi ông anh mình theo, hay là cái con cú đó có một điềm báo gì đó ngày tận số của ông anh mình? Theo lời ông thầy bói nói là 30 tuổi là phải tận số, là phải đi về với âm ty. Thì các bạn thấy như thế nào thì cho Tân bình luận nha. Nếu thích
thì nhớ like, share và subscribe câu chuyện ngày hôm nay để cho kênh Tân ngày càng lớn mạnh hơn nha các bạn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.